Mở đầu là các thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì khu vực miền Bắc trời trở nóng bất thường. Kiểu thời tiết này đã khiến nhiều người đổ bệnh, đặc biệt là trẻ em và người già. Đáng nói là vì sợ giông đầu năm mới nên không ít người ngại đi khám, khiến bệnh nhẹ chuyển nặng khi nhập viện. Tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ đến khám và chữa bệnh tăng đột biến. Trong số này có những trẻ mới vài tháng tuổi, thậm chí vài tuần tuổi, khi được gia đình đưa đến bệnh viện đã bị biến chứng viêm phổi do mẫn cảm với thời tiết. Theo thống kê của khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, từ mùng 5 Tết đến nay có cả nghìn lượt trẻ em, chủ yếu từ 15 tháng tuổi đến 3 tuổi, mắc bệnh tiêu chảy, viêm mũi họng, viêm mũi dị ứng đến khám và điều trị. Hầu hết trẻ mắc bệnh này nhập viện trong tình trạng sốt cao, nôn ói, ho, sổ mũi và đi phân lỏng liên tục. Số bệnh nhân tăng khoảng 30% so với ngày thường, khiến hai bệnh viện này luôn trong tình trạng đông đúc quá tải từ sáng tới chiều. Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời tiết nồm ẩm khiến thực phẩm, đồ dùng nhanh bị mốc, nấm mốc vi khuẩn cũng có điều kiện sinh sôi phát triển gây bệnh. Trẻ em và người già và những người sức khỏe kém dễ bị ảnh hưởng của nấm mốc nhất. Đặc biệt với những trẻ em bị hen phế quản thì rất dễ lên cơn hen trong thời tiết này do tác động của không khí ẩm, cộng thêm tác nhân nấm mốc ở ngay trong nhà. Ngoài ra, các bào tử nấm còn gây viêm nhiễm đường hô hấp dẫn đến ho, khó thở, mệt mỏi. Thời tiết nắng nóng đột ngột cũng khiến không ít người bị dị ứng cơ địa, nổi mẩn ngứa khắp người.